Tôm rim nước dừa. Ba rọi xào mắm ruốc. Ba rọi xào mắm ruốc. Ủa cha cha. Ba rọi xào mắm ruốc. Con không thích. Không thích này hả? Con không thích. Không biết ăn cái này hả? Tofu. 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 Oh, this you Phương Lan chắc chưa bao giờ ăn cái này. Mắm mà mắm thôi. This is à, cái này. Còn rộng. Ô, còn chú muốn cầm nữa. Cô để siêu. Ok, con. Rồi đó, đồng uống thử rồi. Đâu, cho em thử chút thôi.